Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thuyết Hóa Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Thập Đoạ Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Trích Thôn Bồ Tát, Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Dạ con kính thưa chư Phật và chư Bồ Tát, hôm nay con xin được cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát bộ kinh Địa Tạng chép tay. Con cúi xin chư Phật và chư Bồ Tát Bác Đại chứng minh. Xin các ngài hoan hỷ thọ nhận tấm lòng của con. Con xin hồi hướng tất cả công đức chép kinh Địa Tạng tới tất cả các pháp giới chúng sinh. Nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương hư không pháp giới đều được an lạc và đều làm lành lánh ngữ, tin sâu nhân quả. Con nguyện tất cả chúng sinh đều phát khởi bồ đề tâm rộng lớn. Con nguyện cho tất cả chúng sinh đều quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Con nguyện cho tất cả chúng sinh đều làm lành, đánh giữ và tin sâu nhân quả. Nguyện tất cả chúng sinh đều sẽ mong chóng gặp được các bậc thiện tri thức để dìu dắt trên con đường tu học, cầu quả vị bồ đề chính đẳng chánh giác, sau này làm lợi lạc cho chúng sinh. Con nguyện cho tất cả chúng sinh đều được an lạc trong giáo pháp của Như Lai. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Di Đà Phật Bồ Tát. Nam mô Di Đà Phật Bồ Tát. Nam mô Đa Nguyện Di Đà Phật Bồ Tát. Nam mô Đa Nguyện Di Đà Phật Bồ Tát. Nam mô Di Đà Phật Bồ Tát.